Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ review giới thiệu tới các bác về mẫu sản phẩm để các bác có thể là tarot ren. Các bác có thể là làm trên được rất là nhiều chất liệu nhé. Một cái sản phẩm cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Chất liệu của nó rất là đẹp đấy các bác này. Bên em sẽ cung cấp cho các bác đầy đủ hết các cỡ phi. Từ phi 4 cho đến phi 16 là bên em cũng có. Như cái này là phi 4 này. Mỗi một phi thì các bác sẽ có 2 chiếc như thế này nhé. Đấy, các bác mua theo 2 chiếc, một chiếc thô và một chiếc mịn hơn. Trước tiên là các bác muốn tạo ren thì các bác sẽ cần phải có một chiếc khoan để các bác khoan lỗ trước, sau đó là các bác mới dùng đến cái dụng cụ này. Và dụng cụ này thì các bác sẽ không lắp được vào mũi khoan nhé. Các bác không lắp được vào máy khoan đâu ạ. Cái này vì cái chân của nó không phải là chân lục giác. Đây, cái chân nó như này. Các bác có thể là dùng kìm mỏ lết, các bác kẹp vào đây và các bác có thể là xoay vào để tạo ren. Đấy, các bác dùng một cái ren thô trước, sau đó đến cái ren mịn hơn. Đây là cái số 4 này. Bên em sẽ có đầy đủ các cỡ phi để cho các bác có thể lựa chọn. Bác nào mà quan tâm về cái cỡ phi nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp tới bên em. Về phi thì nó sẽ đánh số hết cho nhà mình rồi nhá. Đấy, đánh số hết cho các bác luôn rồi. Đây là cái phi 4 này. Phi 5 đây này các bác này. Đấy, có đầy đủ hết các cỡ phi luôn. Phi này là phi 5. Đây, phi 5 đây. Phi nào các bác cũng đều có 2 chiếc như này nhá. Chất liệu của nó rất là đẹp. Hàng chất lượng, chất thép tốt nha các bác nhá. Sử dụng cái này thì đảm bảo là bền tuyệt đối cho các bác luôn. Đây, cái phi này là phi mấy đây ạ? Phi này là phi 6 này. Phi 6 đây nha các bác nhá. Đấy, em sẽ quay qua chi tiết một chút để cho các bác nhà mình có thể là được cùng tham khảo về cái mẫu sản phẩm này. Chất liệu của nó rất là đẹp. Bên em sẽ cung cấp cho các bác đầy đủ hết các cỡ phi. Phi này là phi 8 này ạ. Đấy. Đây nha các bác nhé. Rất là đẹp và chắc chắn. Phi 8 này, phi 10 này, phi 12 này. Đấy. Nói chung là hình thức của nó giống nhau hết. Nó chỉ khác cái số to hoặc số nhỏ thôi nha các bác nhé. Cái nào các bác cũng đều có một cái mịn hơn và một cái thô hơn. Đấy, đây là phi 10 này. Chất liệu của nó rất là ok nha các bác nhé. Phi 10, phi 12, 14 và 16 đây ạ. Đây là cái phi 14 này. Đó. Cực kỳ là ok. Khi mà các bác mua những cái bộ tarot mà nó theo kèm theo cả bộ thì các bác sẽ không được chọn cỡ phi. Nhưng mà đối với cái sản phẩm này thì các bác có thể là chọn cỡ phi theo ý muốn, cho nên là nó rất là ok, rất là tiện lợi cho các bác. Bác nào mà có nhu cầu quan tâm thì các bác cứ liên hệ trực tiếp tới bên em qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Hoặc các bác cứ để lại số điện thoại ngay dưới video này thì em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà các bác đặt hàng thì các bác cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ và số điện thoại kèm theo mã sản phẩm các bác muốn đặt mua là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm. Thì về cái sản phẩm này thì bên em cung cấp về số lượng rất là nhiều nên là đảm bảo giá thì sẽ tốt nhất thị trường cho các bác nhà mình. Nó có rất là nhiều cỡ phi và em cũng mới về hàng, em cũng chưa xem qua giá cả, cho nên là khi nào mà các bác quan tâm alo trực tiếp cho bên em thì em sẽ kiểm tra giá và thông báo giá cho các bác theo số lượng nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.